Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình lại đăng cái clip lên cho mọi người biết có một số cái mặt hàng mình để đây lâu rồi mình cũng không đăng bán. Thì vì công việc bận quá thì hôm nay cố gắng quay clip lên để cho anh em, cho mọi người xem là có ai hợp cái gì thì đang mua về dùng nhé. Thì đây có cả đồ chế cháo cho anh em mà cũng có cả đồ tiêu dùng cho gia đình, cho mọi người, anh em trong mọi nghề, mọi người trên toàn quốc nhé. Thì cái clip của mình đây thì mình bán đủ các dạng, đủ các loại đấy. Cho nên là có nhiều thứ mình cũng nói trước là có nhiều thứ mình cũng chưa mang về đây được, nhưng mà có rất nhiều thứ để mọi người mua về dùng nhé, vì giá nó rất hợp lý đấy. Thì bây giờ là mình cũng cái clip này của mình và quay thì mình có nhiều cái thẻ của mình thì dung lượng nó còn ít lắm, thế thì mình quay có khả năng là mình quay chi tiết một số cái test, một số cái thì không cần test nhá. Cái gì mà test thì thì anh em qua Zalo thì kết bạn đi, mình test mình gửi cho cũng được, vì cái này là mình quay nhanh không thì thời gian nó dung lượng nó không còn nhiều. Đây là mình quay qua một số cái như này thì, đấy, mình ship hàng toàn quốc nhưng mà không bao ship nhá. Anh em nào mình bán giá rẻ để anh em mình tự trả tiền ship cũng được. Nên là cái ship thì nó chẳng đáng bao nhiêu tiền đâu. Nhưng mà mình bán thật rẻ so với thị trường nhá. Đấy, bây giờ mình quay qua một số cái có thể là mình bán nguyên giá. Cái mới thì mình có ở đây và có cả thêm một số cái cũ mình chưa bán được mình cũng đưa lên. Thì có thể là mình giữ nguyên một số giá, có thể mình bớt giá cho anh em nhá. Thì đây là mình quay qua đấy, cái những cái tô này là mình quay qua một chút đây. Đấy, đây là motor giảm tốc, đây là motor máy giặt, hai cái motor máy giặt, một cái tốc độ 16.000 một phút, còn cái này thì mình cũng nó là cái motor tốc độ mình chưa test lại cái này nó là bao nhiêu một phút nhá. Đấy, cái này chạy chắc chạy tụ này, cái này chạy tụ chắc là motor chạy tụ chứ không phải motor như kia, con kia là con chạy tốc độ cao nhá, mà chạy trực tiếp nhá. Còn con đây con Odo, con này con kích điện, là con kích điện đấy. Thì tí nữa mình chi tiết mình đấy, cái này là cái máy lọc nước Kangaroo mình đã nói từ các clip trước đây đấy. Cái này là hàng đẹp lắm nhá, vẫn còn nguyên bản nhá. Hàng này tí mình nói chi tiết thêm cho mọi người. Đây mình quay qua đây. Đấy, rồi con máy bàn nà này, rồi cái đèn học cho anh em có 30k thôi nhá. Đấy, còn cái motor này thì mình quay đây nhưng mình chưa bán đấy nhá, mình cứ để đây vì mình còn dùng nó trên mình hãng chưa bán con đấy. Thế còn cái một số cái con máy máy nguồn của máy tính này, cái nguồn máy tính thì khoảng 55k nhá, vẫn ra bán 55k, không thể rẻ hơn được nữa, vì cái con này là mua về dùng thì còn công suất nó còn cao hơn cả nguồn tổ ong nhá. Nó từ 300 W đến 360 W nhá. Cho nên là mua rẻ hơn nguồn tổ ong, cho nên mọi người mua nguồn tổ ong thì khả năng là 200k, 300k cũng có. Nhưng mà bình quân là khoảng 200k, nhưng con này có 55k thôi nhá. Đấy, còn cái máy này, còn cái đồ này mình chưa bán được, mình cũng thanh lý luôn cho mọi người. Có thể là bán giá rẻ thấp hơn nhá. Tí nữa mình nói thêm. Còn đây là cái máy xịt ozone này nhá. Máy xịt ozone cho khử độc cho hoa quả, cho ra thức ăn này, đấy, thịt cá này, đấy. Thế đây bắt đầu là bây giờ mình vào mình giới thiệu luôn từng cái cho anh em nào hợp cái nào thì chụp màn hình lại cái đấy để mình sẽ biết được cái sản phẩm đấy là ai cần thì mình sẽ bán cho họ, cho mình bán cho các bạn nhé. Vì bây giờ mình đi chi tiết mình giới thiệu cho mọi người. Cái con này thì bây giờ con này là mình bán 350k. Thì cốt này là cốt mình không mang cái đây rồi. Cốt mình đo sau đi. Con này là tốc độ là 250 vòng phút nhá. Này điện của nó thì chắc là 200 V, không phải, cái này là điện DC nhá. Điện DC cho nên không phải điện 220 nữa nhá. Cho nên mình dùng bao nhiêu vô cũng được. Đấy. Của nó là hết công suất là 125W nhá.
hết công suất là 125W. Chứ còn nếu mà dùng không không đến công suất của nó thì cũng không đến 125W đâu nhá. Đấy. Con này là mình sẽ cắm điện luôn cho mọi người xem. Là con này còn cắm nguồn DC nhá. Đây mình có cái nguồn của máy của xe đạp điện nhá. Đây. Nguồn của xe đạp điện này. Đấy. Con này nguồn xe đạp điện mình sẽ cắm vào cho mọi người xem, test luôn cho mọi người xem luôn nhá. Đây. Âm dương này, dương này. Âm này, rồi đây. Đấy. Ok này. Đấy, có anh gì đâu. Đấy nhá, đây là 50V nhá, 48V nhá. Thì nó quay như này nhá. Đấy, cái tốc độ này đấy chắc độ khoảng chừng độ 100 vòng phút với nhau đúng không? Hay là 50 vòng phút mình chả biết được, thôi được, lúc nào mình đo lại sau không? Anh em nào cần thì mình đo lại cho nhá. Mình test cho nó nhanh bởi vì clip của mình là không có thể quay được nhiều nhá. Đấy, mình test con này cho nó đang sống bình thường đây. Đấy, con này là bây giờ mình bán rẻ đi hơn nhá. Cho coi kém mình bán bớt đi. Con này mình bán là 300k, bây giờ bán thôi vừa bán vừa cho 280k nhá. 280k nhá. Vừa bán vừa cho đi. Đấy. Ok, một con thứ nhất này. Có mình đề là con thứ nhất thì không cho con số 1 vậy nhá. Mình chả biết mình không cần xuống thì bây giờ mình quay cứ ai hợp với nào thì chụp màn hình gửi cho mình thì mình chuyển cho nhá. Con thứ hai đi. Đấy, đấy con motor là máy giặt đấy đi. Con này còn mới lắm nhá. Dây đồng như cả hoa nhá. Này, dây đồng này. Cái này nó có một tí nước vào oxy hóa ở cái vỏ ngoài thì không quan trọng nhá. Mình cho xem đây. Đấy, dây đồng sang choang này. Đấy. Mày chưa nên nét được đúng không? Cái này nét khó lắm. Đấy, dây đồng đấy. Đảm bảo bảo không? Bảo luôn bảo là bao cho luôn là dây đồng nhá. Con này còn rất là ngon, mới nhá. Này, nó mới lắm cho nên là cái đằng trước này nó có tí nước nó vào nhưng mà mình cũng chả để anh em nào lấy đi được thôi. Đấy. Con này là không phải là chạy như con DC kia đâu nhá. Con này chạy tụ sao ấy, mình chưa chạy, mình sẽ test lại sau nhá. Ai mua thì chụp hình lại nhá. À, con thứ ba là cái con kia là con nó là cũng là máy điện 220 nhưng mà con này điện 220 nhá. Con kia điện 220 chạy tốc độ 16.000 vòng phút nhá. Nếu mà có ai cho cái tăng tốc giảm tốc vào thì chạy vào điều khiển được tốc độ của nó nhá. Mình test một lần cho mọi người xem rồi đấy. Đấy, con thứ ba là cái đèn này. Đèn cái này. Cái đèn này thì là đèn nháy nhá, đèn nháy xanh đỏ tím vàng nhá. Để trong phòng nhạc karaoke hay là phòng hát, phòng hiếc gì đấy. Đấy mình đang cứ đang có nào bán đi cho nó anh em nhá. Đây cái này là có 80k này. 80k nhá. Con này là có cái tay sách treo ở hoa nhá. Đấy, các nút điều khiển của nó có đây nhá. Đấy, vẫn hoạt động nhá. Điều khiển điều chỉnh nút đây nhá. Đấy, nút ở đây có số, các số nó chạy đây. Đấy mình có khéo mình bán vừa bán vừa cho thì 70k đi. Không biết bán cái giá nào cho nó hợp lý cả, cứ bán bừa đi. 70k bằng chưa bằng cái bóng điện. Đúng không? Chưa bằng cái bóng điện thường nhỉ. Thôi cứ bán 70k, kệ muốn thế nào thì. Cái con này thì ai chụp hình thì nó có số 18, số 18 và số bao nhiêu thì nó là cái đèn đấy rồi. Chả cần số má nữa, cứ thế đăng thế cho nó nhanh. Ai hợp với con nào thì alo cho mình nhá. Đấy. Con đèn này, đèn nháy này, anh cứ nói thế đi. Cho nó dễ nhá. Sau đó thì cái con đây mình có cái đèn thôi, cái mình chuyển sang clip bên cái chuyển cái sang cái sản phẩm tiếp theo này, cái con này. Cái này nào không biết là cái gì đó. Mình mua được. Về mình nghịch nhưng mà mình cũng thấy mình chưa biết nghịch cái gì, mình cứ hạ đăng lên ai mua thì mình bán cho. Thế cái con này của nó là chính nó là một cái cục bơm áp. Chính thức hình như mình hiểu được nó là cái cục bơm áp thì phải. Đây là một đầu vào này. Đấy, một đầu vào này. Đấy, có cả cái như kiểu như là áp thì nó phải giữ lại bên này đóng bên mở, bên đóng bên mở nhá. Đấy. Đấy bên này bên mở này, đấy. Tức là nước vào đây thì nước ra đây thì nó đóng lại này, áp này kiểu thế.
cho nên là mình thấy đây là như kiểu áp lực, nhưng mà đây có chiều vào chiều ra đây nha, chiều vào chiều ra đây là mũi tên này. Thì cái này có điện nào ấy, điện rất là hình như là công suất rất là cao nhá. Cái này nó đề là điện 10A cơ nhá. Có đèn nút bấm này. Đấy, điều khiển nút bấm này. Thế còn các đèn báo hiệu đó thì mình chả hiểu cái nào đâu. Mình không biết cái này. Điện 200V đến 220V đến 240V, tần số 50 Hz nhá, 60 Hz. Đấy, max là của nó là 1,1 kW nhá. Đấy, thế mình chỉ biết có thế này thì mình đưa này, bạn nào hợp cái này thì chụp ảnh và nhắn thì alo cho mình nhá. Dây điện của nó rất là to, nó cắt cột rồi, nhưng mà mình trong này mình thấy nó đấu lung tung, là mình cũng chả biết gì cả. Nói chung là mình chỉ báo cho anh em nào mua thì mình để lại cho nhá, 100k nhá. Tôi 80k thì chả biết, mình không biết là bao nhiêu tiền, mình chỉ mua vào đâu mấy chục rồi không nhớ lắm. Thế là có thôi, cứ gặp nào bán thế, ai mua thì mua, không mua thì mình nghịch chế. Nó là cái bộ phận tăng áp của mạng của máy, của cái bơm nước thôi sao ấy, nó là thế, là mình hình dung được như thế. 80k nhá. Đấy, 80k ok đây, ai biết thì ai biết con này thì dùng nhá. Đây là tiếp tục là đến con này. Mình đi quay một vòng thì sau mình xuống hai con kia nhá. Hai con kia sau thôi nhá. Thì mình đi vô một vòng bên này. Cái này mình bán cái combo đi. Có cái đèn này này. Cái đèn này mới đèn nó ít tiền quá thì mình bán combo nhá. À, cái máy là này này. Còn ngon lắm, của Philips nhá. Hàng cũng xịn lắm. Nhưng mà nhà có thì đây trước mình đây là 80k đây. Đấy, nhưng mà lâu mình trong cái dịch mình chẳng bán thì mình lại cất đi, bây giờ mình lại mang ra mình đăng lại nhá. Thì bây giờ như này, thì cái này mình cái đèn này này, cái đèn vẫn dùng học nhá. Mấy cái này mình sẽ test cho mọi người xem, không lại bảo không ấy. Thì cái này mình cắm điện cho mọi người xem nhá. Thì cái đèn ngủ này với cái này là 80k, với cái kia là 30k là 101. Thôi giờ mình tính 100 đi, 100 cho thôi, mình tớp bớt đi, con này cũng 70k đi. Cho nó rẻ cho mọi người nhá, xem cái này tạm 70k nhá. Đây 70k đi. Điểm mở hết cái mực. 70k nhá. Thế cái combo này là 100 nhá. Đấy, một cái ôi giời cái này nhá. Đây cái này mấy cái này là hai cái này là combo là cộng ra là 100k nhá. Đấy mọi người sẽ nhìn thấy này. 70k. Tôi chờ mình dán lại cái này, không mọi người lại nói nó cứ nhầm lẫn lung tung. Để mình chờ mình dán lại cái này đã. Đây cho mình dán lại rồi nhá, mình xóa cái gạch cái A80K trước này, rồi mình tính 70k nhá. Đấy, thế sau đó mình bán hai cái này cùng nhau là cùng vào một combo là 100 nhá. Đấy, cái đèn này mình test cho mọi người xem luôn. Cái máy này mình cứ test cho mọi người xem luôn nhá. Đây mình cắm điện này. Mình cắm điện cái này cho nó đèn này sáng để mọi người nhìn nhá. Đây cái đèn này sáng lên là được nha. Đây bắt đầu cắm này. Đấy, nhìn đèn sáng nhá. Ok chưa? Đấy đèn sáng nhá, nó dùng bình thường nhá. Con này sờ vào nó nóng lắm nên không dám cắm lâu. Đấy là một cái này, còn cái đèn thứ hai cắm đèn nhá. Cái này thì nó mất cái công tắc rồi, có thể mình quên mất cái phích rồi nhá. Thì có thể mọi người về tự tìm phích cắm 2-3 nghìn cái phích thôi. Hoặc là mình có mình sẽ tìm mình lắp vào cho bạn nhá, nhưng mà không có thì các bạn về tự cắm nhá. Mình không có nhiều thời gian lắm. Đây mình cắm điện đèn luôn này. Cắm đèn luôn cho xem luôn này. Trời, mất thời gian quá. Bấm linh điện đi. Nó sáng lên. Đấy, sáng rồi nhá. Đây. Đấy. Ok chưa? Rút ra nhá. Đây cái ghim điện. Vì cái này đấy, cắm này sáng này đấy nhá, một bóng đèn học cho học sinh nhá. Đấy ok, thôi mình test thế thôi. Hai con này cắm điện xong rồi đấy. Thì mình để sang bên này đi cho nó đỡ chặt đi, để sang đỡ chặt nữa. Rồi bây giờ
Bây giờ mình đến sang cái quay sang bên này nhá. Quay bên này cái độ bộ bên này. À, bên này có cái cục này thì có người anh muốn mua rồi, nhưng mà anh muốn mua để anh bảo mình cứ lên VIP tiếp. Nên VIP tiếp thì xem có cái gì để anh mua vào cho nó cùng một thẻ, chứ bây giờ mua một cái này không thì cũng mất công chuyển tiền thì mà ít thế này. Hai là cũng không chuyển nha, không ship nha. Thế nên là anh bảo thôi anh có thể đợt tới này anh lấy thêm thì anh sẽ vào. Thế còn ai mua thì cũng được, bởi vì anh chưa trả tiền thì ai mua được như 70k nha. Con này là cái này của trong cái máy giặt, trong cái máy điều hòa nhá. Đấy, cái này nó bền lắm, cái motor này chạy bền lắm nhá. Đấy, cái này là bằng sứ đấy, cái này bằng sứ đấy. À, bằng sứ đấy, chống chịu nước tất cả các thứ được nhá. Đấy, mình đã test rồi nhá, mọi người yên tâm đi, sống làm bảo sống mà không sống thì bảo chết thôi, không có nói sai được cái này. Ai cần thì test lại cũng được nhá. Cái này 470k nhá. Đấy, ai hợp thì chụp hình lại nhá. Thôi, mình chuyển sang bên này tiếp. Mình cái này clip này mình quay thật nhanh, không quay chậm được, quay chậm mất nhiều gian mình không chuyển được. Đi. Thế còn cái ba cái này thì mình cũng thanh lý giảm bớt đi này cho mọi người này. Trước là ba cái này là 200k. Thế bây giờ mình 63 18 mình tính thôi 53 15 mình tính 50k một cái, 150 đi. Giá cần phải bán vừa cho. Đấy, anh em nào mua về để sửa chữa vẫn dùng được nhá. Vẫn dùng được đấy, không phải không dùng nó đâu nhá, nhưng mà có các vẫn phải sửa chữa đi thì nó mới dùng tốt được. Bây giờ dùng thì nó có thể đấy. Đây mình cắm điện cho mà xem này, cắm điện này, cái này là 220 nhá. Cái này là 220 này. Còn cái kia thì là dưới này là cái một hàng càng hàng 100 nhá. À cái một điện 100 nhá. Cái này điện 220 này. Để cắm nhanh cái cho mọi người xem cái. Đây nhá. Đây. Đấy. Thấy nhá. Đấy, điện 220 này cắm lại này. Đấy. Cái điện 220 đấy. Còn cái dưới là điện 110 với 100 nhá. Đấy, ba con này thì mình tính là 200k, bây giờ mình bỏ đi bán 150k thôi, bán cho nhanh nhá. Anh em nào mua được thì chụp hình lại nhá. Đây. Mình sẽ tính cho ba con này là 150k thôi nhá. Vừa bán vừa cho đi. Đấy, cái bút đâu nhỉ? Cái bút đâu đây? Mình sẽ tính lại cho mọi người anh em. Đây nhá. Viết lại 150k này. 150. Đấy, 150k nhá. Đấy, con này nói đây rồi cũng chả lo đâu. 150k nhá. Đấy, ba con này. Ai mua về sửa chữa thì mua, mà ai mua về dùng thẳng thì phải cũng chỉnh sửa tí đấy. Cái con này mình cũng cắm này, nó cũng chạy này, nó cũng chạy nhá. Đây, nó không có kẹt gì đâu này. Nguyên cái này về để chế các cũng được. Cái này tốc độ của nó là đưa ra tỷ lệ 1:3 nhá. Cái này chạy tốc độ 1:3, ví dụ chạy 1500 thì có nó còn thì nó còn ra đây là tỷ lệ 1:3 thì các bạn chia nhá. Mình thấy mình cũng lấy ra cái này mình nghịch ngợm rồi. Thì có cả các đủ có thứ rồi, công tắc của nó đây cũng còn cái thứ đây. Đấy, than rồi than thì cũng vẫn còn đi. Mình cũng đã cho vào mình chạy thử rồi, nhưng mà mình ở dây điện của mình của nó điện là không có điện 110, nên là mình cũng chỉ học trên mạng đấu qua cái gì nhỉ? Qua một cái con diốt hạ giảm áp xuống thì mình đấu nó cũng chạy. Nhưng mà mình cũng chẳng muốn cho nó chạy lâu, vì là chính thức thì cũng không biết là có chuẩn hay không. Đấy, điện 100V nhá, mình này. Con này vẫn không kẹt đâu nhá. Đấy, nó chạy tít đấy. Này, công tắc đây. Dây này một dây nhá, bỏ dây nhá. Đấy, thôi mình cũng chuyển sang cái sản phẩm tiếp theo nhá. Bây giờ cái nguồn của máy tính đấy mình nói qua nhá. Ai nào mua thì có 55k nhá. Nếu mà mình bán là mình khi mà mình chế con này thì là mình chế xong thì mình sẽ bán kiểu khác nhá. Mình sẽ đấu mấy con này vào nhau. Mình đang chế một cái hộp như kia rồi. Mình chế mấy con này vào nhau thì công suất nó lên khoảng 1000W nhá. Đấy, mình sẽ tính đến
Mỗi con này 300 thì ba cái này là 1000. Ba cái này 1000 mình tính 6 con này sẽ là 2000W. Mình sẽ đấu vào với nhau được 2000W. Đấy, mình sẽ tính như thế, nhưng mà giờ có thời gian chứ có thời gian mình làm. Cho nên là ai mua thì mua màu. Sau thì mình sẽ tính, mình chế xong mình bán kiểu khác nha. Đấy. Thế còn cái con này cũng là con motor servo đây. Con này là 200k. Con này cũng không giảm giá được nữa nhá. 200k là 200k, ai mua thì mua nhá. Đấy, con này là con này của nó là cốt 11 ni, hàng của Toshiba nhá. Cái tem của nó hàng của Toshiba đây. Mình cũng mình mua con này thì cũng cao rồi, như là mình bán con này đi thì nó cũng như thế. Là đây, tem các bạn chụp lên 3000 vòng phút nhá. Đấy, điện là điện đâu là 100V thì phải. Điện 100V ra. Đấy, tốc độ 3000 vòng phút nhá. Đấy, của Toshiba đây này. Đấy. Con này là 200k nhá. Ai hợp thì chụp hình lại nhá. Đó. Ok. Mình chuyển sang cái sản phẩm tiếp theo nhá. Cũng sớm mất nhiều thời gian quá. Còn hai cái quạt trên này, hai quạt trên này mình cũng đã có thể là mình bán rẻ hơn một tí cũng được nhá. Nhưng mình thôi, mình chỉ bán một con rẻ còn một con để nguyên giá. Để mình chế cái máy dưới kia. Đây, hai con này là một con hàng của Ý nhá. Hàng của Ý nhá. Đấy. Hàng của Ý thì thôi mình chỉ bán một con nào, trong bạn là hai người lấy con nào được, còn một con để mình chế sang cái quạt dưới kia. Mình vừa mua được cái quạt hơi nước nhá. Mình mua quạt hơi nước nhưng mà nó trục trặc, nó không chạy, thì mình xuống mình sẽ chế cái quạt này vào quạt hơi nước phun xương. Mình sẽ chế xong mình cái clip sau để mình chế ở cái clip sau để cho mọi người xem cái quạt đấy nhá, của mình chế nhá. Đấy, hai con này đây. Hai con này nếu mà có giảm bớt cho anh em thì giảm bớt 10k thôi nhá. Vì con này của nó hàng chất lượng cực kỳ luôn. Chạy im phăng phắc, không có cái nhiều cái quạt không thể địch được nó đâu nhá. Đấy, mình con của Ý, một con của Hàn Quốc, con này của Hàn Quốc này. À, con này của Italia này, đấy. Mình giới thiệu với mình quay ngắn thế thôi, là ai mua thì chụp hình lại nhá. Con này không phải test đâu, hàng của nó chuẩn lắm. Còn ai cần thì sẽ test qua Zalo rồi. Thế còn đây bây giờ còn cái máy phun máy ozone này nhá. Máy gọi là cái gì? Khử ozone của hàng chất lượng cao của Việt Nam mình đấy nhá. Đây, máy khử độc của tập đoàn thiết bị y tế Bộ Quốc phòng nhá. Đấy, khử độc ozone nhá. Đấy. Để cái đèn máy chỉ để đâu nói, cứ để cho cái chỗ khác. Đây rồi, cho lên led lại cái. Đấy nhá, đấy nhá. Các bạn xem chụp hình lại thì ok nhá, hàng này còn mới lắm nhá. Hàng này còn rất mới. Đấy. Đây thì mình đã đấu cho vào nước đây rồi để thử test cho mọi người rồi nhá. Đấy. Mình sẽ test vào đây cho mọi người xem luôn này. Cái con này là con A, mình trước đây mình cũng để bán nhưng mà cũng qua dịch thì mình lại không bán nữa. Mình lại bỏ ra đi, cất ra đi. Là 250k, nhưng hôm nay mình bán cho các bạn là 200k thôi nhá. 200k thôi, con này 200k thôi. Nhưng mà nơi khác họ bán 300k con này đấy nhá. Các bạn cứ được xem mạng mới biết. Các bạn xem mạng thì các bạn sẽ thấy mọi người sẽ bán 300k con này nhá, không phải bán 200k như mình đâu nhá. Cho nên là ai mua thì hợp thì mua cho về dùng nhá. Đây mình để lại, mình test lại cho mọi người xem. Đây mình cắm điện nữa nhá. Đây cắm điện nè. Cái này nó đây. Đấy. Đây là mình để đây cho mọi người xem. Đây. Sử dụng chưa? Đấy. Mùi ozone ngái ngái lắm nhá, mùi rất là hàng ngái ngái nhá. Đấy. Đây là mọi người về. Rồi, cái này là nó có cái tác dụng đây nhá. Để mình để đây, mình quay xa xa cho mọi người xem cái này. Đây, từ từ để mình ghim lại cái đã. Khó nhìn quá. Đây, mình đặt lại cái máy để cho nó ổn định cái. Mình hướng dẫn mọi người dùng cái máy này nhá. Cái máy này thì là khi mà
khi mà mình bấm cái nút này này. Đấy, bấm nút này thì là nó lên điện nhá. Và cái công tắc này là để hẹn giờ nhá. Ví dụ như mình muốn để 5 phút thì cái này đồng hồ này nó sẽ trở về không thì là tắt. Cái này bên này thế có hai vòi, mình để bên nào cũng được. Thì đây mình để 5 phút. Đấy. Để 10 phút tùy theo nhá. Thì do mình dùng thôi. Đấy, bây giờ thì mình cắm điện lại cho mọi người xem nhá. Đấy, đây là một vòi này. Đây là hai vòi này. Đấy. Đấy. Hai vòi nhá, đây cả hai cái nhá, hai bên nhá. Mùi ozone nó mùi nó ra mùi hăng hắc nhá. ngay ngái nhá. Đây là cái công tắc bấm vào này, bấm ra này. À cái này nó hẹn lâu mình không để ý cái này. Bấm như nào thì không còn gì có biết đâu. Hình như là bấm như này thôi sao ấy. Thì khi nào cái này nó đồng hồ nó đến về không thì là nó tắt đi nhá, nó đủ thời gian nhá. Đấy, bây giờ mình thôi sẵn tạm thế đi, tắt đi. Đấy, cái này là mình bán trước là 250k, bây giờ mình bán 200k nhá. Bây giờ mình để mình lấy cái giấy dán lại cái giá cả đây rồi. À, cái này là nơi khác họ, nếu mà mua cái này á, mua cái này là đắt lắm đấy, không phải mà tiền triệu đấy nhá, nó mấy chị tiền triệu mấy đấy, không phải ít tiền đâu đấy. Nhưng mà bây giờ một số nơi thì họ cũng bán có thể là gặp là giá nó ấy. Bây giờ mình đăng lại đây đấy, cái kia đi, mình bỏ đi, mình bán 200k thôi nhá, gặp cho bán cho mọi người dùng. Đấy, mình lấy cái bút, à bút đâu nhỉ, bút cái để chúng ta không tìm đấy, đây rồi. Thì là bây giờ mình bán là đây, bỏ điện đã ta giật bỏ mẹ. Đây cái này gạch đi nhá, 200k gạch đi nhá, à 250k gạch đi, để này 200k này, đấy 200k đi, ok nhá. Bây giờ mình đến con chuyển sang con máy kia nha. Đây bây giờ mình có con máy ép hoa quả nha. Con máy ép hoa quả này thì hàng xịn lắm, món mới kính con luôn, khá chi là ngon nha. Bởi vì nó tục dạng là còn rất là mới, gần như là mua về thì ít dùng hay không dùng, nên là để trong trong ấy, bây giờ mang ra thì thấy nó còn mới quá luôn. Đây là mình giới thiệu qua bởi vì là lúc nãy mình tháo ra cho mọi người xem nhau, bây giờ mình lắp lại xong mình cắm ghim lại điện sau nhá. Bây giờ mình tháo để hướng dẫn cái cách lắp ráp nhá. Đây nó là mạnh như thế này đấy, ấn vào như này là ấn vào hai bên này là ghim lại nhá, ngon nhá. Đấy thấy chưa, mới rất mới nhá, mới lắm, con này mới lắm. Cái này là tí nữa mình đây. Thế còn nếu tháo ra ấy, tháo ra con này thì là như này, ấn vào đây đấy, ấn đây xong vào mở nó ra này đấy, bên này thế đấy, nhất ra là khi mà mình hoa quả thì mình cho cái quả đây vẻ, giả dụ đây là một cái miếng cà rốt chẳng hạn nhá. Đấy thì mình cho đút vào đây, sau đó lấy cái này dồn nó xuống, dồn xuống này đấy, bao giờ nó kịch xuống này hết thì là nó ép hết cái miếng củ cà rốt đấy nhá, hoặc là cam, hoặc là táo, hoặc là tất cả cái gì đấy mình ép đấy, rau riếc cũng được, cho hết vào đây, ép dần xuống này, khi nó chạy thì ép xuống này đấy. Thế là khi nó ép thì cái này được cái là không biết là cái hứng ở đây thì nó để lâu rồi không tìm thấy nữa nhá. Thế mình mời mọi người về dùng, mua thì dùng cái cốc nhá, cái cốc để hứng như này cũng được này. Đấy, cái này nó cũng không cần thiết lắm, nhưng mà có thì nó sẽ đầy đủ hơn, nhưng mà thiếu mất cái này nhá. Đấy, cho nên là về cái hứng ở đây thì các bạn về lấy cái cốc hay là cái gì đó thì hứng. Thế đây là cái bộ phận để nhét hoa quả, rau ria cái thứ gì vào đây để xay nhá. Thế là mình tháo ra như này. Đấy, tháo ra thì cái tháo ra vừa xong rồi mới nhấc này ra để rửa này. Đấy, cái phần này là cái phần bã nó sẽ ra đây nhá. Bã nó sẽ ra ngoài này. Này xay xong cái phần bã nó sẽ ra ngoài này, mọi người sẽ mang ra ngoài rút cái này ra để rửa này.
rút cái này ra. Đấy, rút nó ra như này. Rút ra này. Đấy, cái này nó còn mới này mà. Mới, rất mới luôn nhá. Đây mọi người xem này. Nó mới cứng, vẫn còn bóng loáng này mà. Thấy chưa? Hàng này hàng hình như nó mua về để trong tủ, nó không dùng thôi. Đấy. Thế nên là đây, cái phần này tháo ra thì để đi rửa thì là vệ sinh thì là như thế. Đấy, rút nó ra này thôi. Đấy, cái bộ phận xay của nó đấy. Đấy, xong là xay, rửa xong người ta lại lắp lại nó như thế này. Đấy, chả có gì, rất là dễ. Theo cho lắp cái nào vào thì ấn này, theo cái chiều của nó là nó vào thôi nhá. Đấy, ấn vào là nó vào này thôi. Đấy, ok. Đấy, thế này xong thì bây giờ mọi người lắp nó lại như thế này. Lắp nó lại này để... đây để mình để này đây, lắp lại như này xong là cho đồ vào xay thôi nhá. Đấy, ok, cái này thì tí nữa mình cho sau cũng lúc là cho vào đây nó sát cái kia, nó xay nó xay mất cái này thì hỏng mất không được. Đây mình lại lắp lại cho nó, mình về test nha, ghim điện nhá. Đấy, lắp hai bên như này, lắp hai bên như này đây mọi người nhìn nhá. Đây xong là đây. Lắp hai kim này xong ấn nó xuống này, ấn này, ấn nó xuống hai bên nha, để cho nó im đã, không lúc nó không im là mình lắp nó đấy, như này mới im này, im khiên khít chỗ này rồi nhá, này khít thế này, đấy khít này rồi thì mới dập này xuống này, này đấy dập nó xuống này là xong, hai bên này, bên này cũng thế, đấy bên này cũng thế, dập nó xuống. Đấy, gặp em như thế thì bắt đầu mình cho vào mình ghim điện nhá. Cái mô này là phải giả dụ như đây là bây giờ tao đút cà rốt, cà chua, cà riếc ở đây, rau quả thì cái gì đây. Đấy, tao cho vào tao ghim điện nhá. Đây, ghim điện vào thì là ta bật công tắc lên là xong thôi. Có hai chế độ nhá, một chế độ bình thường, một chế độ nhanh nhá. Đây, ghim điện này. Bây giờ ta bấm công tắc nhá. Ừ, công tắc này. Để đây cho bấm xoay này. Giờ cái này nó cần xa quá. Đấy thế này nhá. Giả dụ ta bấm này, đây này. Chưa bật điện này. Này bật điện rồi nhá. Đấy. Chạy im nhá. Chạy im này mà. Chạy tốc độ cao nhá. Im lắm. Con này chạy rất êm luôn. Đấy, cái này hàng của Thái Lan đấy nhá. Đây này, mác này là của Thái Lan đấy nhá. Hàng này hàng xịn lắm. Màu này cũng đẹp này. Đấy. Hàng này còn mới như mới khinh kính con này cơ mà. Thấy nhá. À, tôi chết rồi, tôi quên con giá này để lâu không nhớ giá. Thôi được rồi, bây giờ tôi xem lại giá thì ai hợp với con này thì chụp hình lại và báo cho mình, sẽ báo lại giá nhá. Báo giá sau nhá. Bây giờ mình khả năng mình nói qua cái này, phần này hơi dài thì còn hai phần kia nữa cơ. Thôi để mình chuyển sang cái tiếp tục cái phần con ô đô với nhá. Đây bây giờ là còn hai cái sản phẩm cuối cùng ở trong clip này nhá. Thì mình báo giá luôn, xong tí mình sẽ nói nhá. À, cái con ô đô này là 350k nhá. 350k. Và cái con này con kích điện cửa cuốn nhá. Của hàng của Australia nhá. Cái con này là một nó đề là UBS 1B1000, tức là 1000 kVA nhá. Thì tính thức của nó là đằng sau này nó đề là 800W nhá. Đây 800W đây. Đây cái này sẽ không giới thiệu nhanh, mình hết cái clip này, nó ngắn quá, nó đã báo là hết dung lượng rồi. Đây. Đấy mọi người xem nhá. Đấy. Là 800W đây. Đấy nhá. Nó cũng không led lắm đúng không? Mọc mất bao nhiêu dung lượng không xem được cái này. Ok là 800W nhé. Thì cái này mình nói chuyện mất nhiều thời gian quá. Đây cũng chưa led à? Chưa led được à? Mày mọc dừng lại đấy. Đây rồi, mình zoom lại cho nó led cho mọi người lấy cái số hiệu của nó nhá. Đây này UBS 1P1000 này. Đấy, hàng
có tem mác đầy đủ, vẫn còn nguyên nhá, rất mới nhá, hàng này còn rất mới nhá. Đấy, công suất của nó các thứ đây các bạn sẽ xem và tham khảo nhá. Thì cái này mình đã lối dây điện ra ngoài rồi đây, hai dây đây. Đấy, dây âm dây dương nhá, dây dương dây đỏ, dây âm là dây vàng nhá. Cái này công suất của nó rất lớn, mình test rồi, mình test nó rồi và mình sẽ chuyển cái phần test vào cuối cái clip này cho mọi người xem nhá. Mọi người xem phải xem cuối cái clip này thì có cái sản phẩm test của cái này nhá. Đấy. Hai cái phần sản phẩm test này mình test rất là lâu, mất mười mấy phút nhá. Mình test rất lâu, chạy được cả con này, chạy được cả quạt và chạy được cả motor 750W nhá. Đấy, mình test ở cuối clip này rồi nhá. Mình cho các bạn xem vào cuối clip này nhá. Thế đây là cái này xong rồi thì mình chuyển sang cái con máy Kangaroo kia. Cái Kangaroo này là cái sốt sùn sụt luôn. Đấy. Bởi vì mình cũng mấy lần mình lấy cho mọi người về để dùng rồi vì mình thấy mọi người không biết có quan tâm cái này không, nhưng mình rất quan tâm. Là vì cái nước của mình nó rất là bẩn nhá. Rất là bẩn luôn, thì hôm nay mình lấy về thì mình nói ở trong cái cuối clip mình đã test rồi và mình sẽ đưa vào cuối clip cho mọi người xem nhá. Thì mình nói qua đây, cái con này ấy là nếu như mà mọi người mua ấy, mua mới bây giờ ấy, thì là nó rơi khoảng độ ít nhất là 3,5 triệu đến 4 triệu nhá. Đấy, ngày trước thì mua 5-6 triệu cơ, nhưng mà bây giờ thì nó khoảng 3,5 triệu đến 4 triệu. Nhưng mà cái con hàng Kangaroo này là phải 4 triệu đấy nhá. Đấy, cái hàng này, hàng xịn này, còn cái hàng khác thì có khả năng 3,5 triệu, nhưng hàng này là phải 4 triệu đấy. Cho nên là mọi người biết thì mua con này thì bán có 650k cho mọi người thôi nhá. Đấy, nhưng mà mọi người nhớ nghe câu này của mình này. Nếu như ở cái đơn vị khác có thể họ bán tới hàng triệu đấy nhá. Nhưng mà mình bán cho mọi người rẻ, mình đã nói mọi người là mình sẽ hứa bán cho mọi người rẻ thì mình phải bán rẻ. Cho nên cái mọi người sẽ đăng ký kênh của mình mà mua nhá. Mua thì sẽ được nhiều cái giá cả nó sẽ hợp lý cho mọi người nhá. Đấy, đầy đủ rồi. Đấy, có cả bình nước, có cả đây mọi người. Mình cũng cho mọi người biết là cái này họ không, bây giờ không lấy thùng e-lốc nữa đâu nhá. Họ sẽ đưa vào cái gầm của cái bệ bếp mình ấy. Đấy. Và cũng có một cái đoạn mình sẽ chụp ảnh hình lại cái cách lắp ráp rồi nhá. Sau đó mình sẽ ghim, sẽ ghép nó vào cái clip này cho mọi người xem nhá. Đấy, mọi người cách lắp ráp rồi nói nhá. Đây là, còn bây giờ là mình hướng dẫn qua đây. Là mình sẽ ghi hết đây rồi đây này. Đấy, mình ghi vào tất cả các thứ là ở đây rồi nhá. Đấy, cái đầu là đầu này là đầu nước thải này. Đây là đầu nước thải nhá. Đấy, đầu nước thải đây này. Còn đầu này là đầu ra đây. Đầu ra nước ăn đây nhá. Đầu ra nước ăn này thì mình sẽ cắm vào cái bình này này. Thấy chưa? Đấy, để áp ra tí nữa sau mình hướng dẫn lại sau. Thế còn cái đây là đầu vào này. Đầu vào đây, đây đầu vào đấy nhá. Đầu vào bình lọc 1 này, lọc 2, lọc 3, sau đó tự nó chuyển lên lọc này, sau đến cuối cùng lọc RO này thì ra nhá. Lọc RO là lọc tinh khiết nhất nhá. Thì ra ngoài nhá. Đấy, thì một tí sẽ mình sẽ hướng dẫn thêm sau ở cái Zalo thôi nhá. Bây giờ đây cái thời gian nó không có dài để hướng dẫn. Thì mọi người sẽ mua cái này về, đây mình sẽ ghi hết các đầu vào đầu ra rồi nhá. Bây giờ nếu nói thêm cho mọi người biết là nếu như bây giờ trên thị trường họ bán mỗi cái cục đẩy áp này này, mấy cái adapter này này, họ đã bán 250 rồi. Đấy, họ bán 250 rồi. Thì bây giờ cần cả cái bộ phận này của mình đây, lọc nước này, nó mới có thêm mấy trăm nghìn nữa. Đấy, cho nên là giá cả mọi người sẽ cũng có nghĩa mọi người mà cũng đã hiểu mình bán thế nào nhỉ, đúng không? Mình bán giá hợp lý cho mọi người nhá. Đấy, thế nên là có thể là cái clip này đây là sản phẩm này là ở cuối clip này nhá. Thì mình cũng không nói dài nữa vì mình muốn đăng lên cho mọi người để trong cái thời gian nó hợp lý để đưa lên được cho mọi người xem, chứ không bây giờ mình là không dài quá mình không đăng lên được. Thì đây, cuối cái clip này thì cũng cho mình gửi lời tới mọi người, và mọi người nếu muốn yêu quý kênh của mình đây thì cho mình xin một cái like nhé. Đấy, cảm ơn mọi người đấy, like cho mình đấy. Thì mọi người nào mà chưa đăng ký kênh thì lên đăng ký kênh rồi để có thể là hợp với cái mặt hàng nào thì sẽ giao dịch với mình nhé. Thì bây giờ mình cũng không nói nhiều quá, bây giờ là cũng xin dừng cái clip này ở đây. Cảm ơn mọi người theo dõi cái kênh của mình, cảm ơn mọi người theo xem clip này của mình nhá.
Thì bây giờ mình xin tạm dừng ở đây. Bye bye mọi người. Bye bye. Hello, xin chào anh em nhé. Hôm nay mình có một cái clip này giới thiệu cho anh em là mình mua được cái con AUS của Odo nhé, dòng cửa cuốn đấy, tức là dòng kích từ 24V lên 220 đấy, dùng chuyên dùng cho cửa cuốn mà dùng cho motor chạy tốt, tức là quạt mà motor thì nó là một, thì có nghĩa rằng là nó đạt yêu tiêu chuẩn để chạy. Cho nên là hôm nay mình tiện mình nắp vào và mình test cho mọi người xem cái sự hoạt động của nó nhé. Thì đây là cái ắc quy của mình, đây mình có hai cái ắc quy này, là ắc quy 12V và của xe đạp điện với cả một cái ắc quy của xe máy, nên mình nối với nhau. Đây là trục dương này, dương sang âm này. Đấy, nối qua sang dương bên cực bên này của ắc quy bên này và sang cái cực âm đây, thì lối vào đây rồi mình đã đấu sẵn rồi. Thì cái con này là mình đấu bằng cái dây rất là to đây, nó dây này dây 2,5 nhá, dây 2,5 mm, cho nên là loại nó rất là to để đạt tiêu chuẩn. Đấy, đầu vào dòng nó cao mà đấy, cho nên là mình đấu đấy, con này con 24. Đây, con này là con của nó là Odo của Úc nhá, nó dùng cho Úc, cho nên là mình thấy là con của Úc thì chắc là hàng của Úc thì mình thấy yên tâm. Đấy, hàng của Úc này mình thấy yên tâm này. Đấy, cái này là UBS P1000, thì có nghĩa rằng là nó là 800W nhá. Dòng này là dòng 800W thì nó hơn hẳn những cái của cái những mà 500W nhá. Hàng này nó hàng 800 thì dùng thoải mái hơn. Đấy, nếu mà nhà nào dùng quạt nhiều thì chắc là vô tư rồi. Đấy, thì mình sẽ xin test thử cho mọi người xem. Đây, mình đã nối sẵn hai cái quạt này vào đây, một cái quạt này đây và một cái quạt này. Cái quạt này thì anh em có người mua rồi nhé, thì họ đã trả tiền rồi nhưng họ chưa bảo thôi đợi để đợt sau họ lấy tiếp. Họ lấy tiếp thì họ sẽ chuyển cho họ, thì thôi mình cứ để lại cho họ. Thế đấy là mình dùng cắm hai quạt này cho mọi người xem những cái nó chạy như nào nhá. Thì đây là mình để sát vào đây. Đây, cái dây này dây cắm sạc này, giống 220 này, không liên quan gì nhá. Không liên quan, mình để đây thì bây giờ mình cắm thử đây. À, mình ấn nguồn đấy nhá. Ấn nguồn này. Con này thì con này nó có các thông số rồi, có các những cái hướng dẫn ở đây hết rồi nhá. Đấy, con này là nếu mà mình dùng, nếu mà ai có muốn mua thì mình cũng để lại cho, vì sau này mình cũng ở trên này mình kiếm được nhiều lắm. Mình kiếm được cái dòng này cũng tương đối nhiều nhá. Thế đây mình hãng test thử cho mọi người xem đã nhá. Ấn nguồn đã này, ấn giữ này. Đó đấy, khi nào đèn xanh nó lên này là nó báo là đang đúng ắc quy nhá. Trong này nó hướng dẫn như vậy. Đèn xanh báo rồi thì chắc là đây là có điện rồi nhá. Bây giờ là mình bắt đầu mình cắm điện này. Con quạt này là quạt to nhá. Đây, cái quạt này. Đấy, để mình cắm đây. Đấy, cắm rồi. Đấy, chạy ra đây. Đấy, gió mạnh lắm. Con này chạy tiếp này. Con này tiếp tục chạy nhé. Đây, dây ngắn quá, con này dây ngắn quá, cắm điện tiếp này. Đấy, chuẩn bị chạy nhá. Đấy, đấy, ok, đấy, chạy chưa? Đấy, rút ra nhá. Đấy, rút ra đấy. Đấy, cắm này, cắm trả lại nhá. Đấy, ok. Thế là đây có hai ổ cắm nên mình cắm thử luôn hai ổ, chạy tốt. Ui giời, cắm chắc đấy. Đây, hai quạt chạy vù này. Đấy. Ok, giờ mình sẽ để đây cho mọi người chiêm ngưỡng tí. Ôi, cái này mùa về mùa hè này thì mà mình nếu nhà nào mất điện rồi có cái này dùng thì hay đây. Đấy, hai quỳnh ắc quy cái này dòng mà vừa tầm của nó là khoảng 24V thì là dòng vừa dùng
vừa dễ dùng mà lại giờ như thế là công suất cũng tương đối nhé. 24V mà, từ nếu mà 12V thì nó cũng nhanh hết đấy. 24V thì có thể hai bình ắc quy thì nhà nào cũng có thể sắm được dễ. Thế còn nhiều hơn nữa thì chắc chắn phải dùng cho cái loại họ dùng vào cái công việc khác, nó mới dùng đến nhiều điện thì mới dùng đến 48V rồi là 72V cái thứ. Thế nhưng mà nhà dân mình dùng bình thường thì chỉ cần loại này là cũng là hợp lý nhất rồi nhá. Nên loại 12V thì cũng có khéo là nó cũng được, nhưng mà lượng điện nó không bằng cái loại 24V này. Đấy, mình cứ nghĩ thế. Thôi bây giờ mình tạm dừng cái clip ở đây thì mình để hai này để mình thử test cái thêm cái gì nữa xem được không nhá. Mình đã tự xem nào. Đây mình vừa mang cái con motor này. Mình mang con motor này là con motor hút nước của bơm nước và máy của máy xay thịt. Nhưng con này nó 750W. Con này hàng motor 750W, tốc độ của cao, tốc độ 2009. Đấy, con motor này này. Đấy, thế nên là mình mang lên đây để mình test thử cho mọi người xem nó chạy như nào nhá. Đấy, con motor này nếu mà chạy thì chắc là nó áp vì con này 750W cơ. Đấy, con này 750W, bây giờ mình cũng cắm thử điện cho mọi người xem nào nhá. Đây, để máy đây đã. Để đây được rồi. Yeah. Ok. Mình sẽ cắm điện nhá. Xem nào, xem chạy nào. Ok. Thôi được rồi, mình hãng nghe có khẽ là mình test thử cái này thì cái máy này chạy cũng được. Nghe chừng là cũng thấy ổn định đấy. Thì thôi mình hãy tạm dừng cái clip này đây, bởi vì là mình cũng không có nhiều thời gian để thời gian của cái dung lượng của mình ít quá. Thì thôi mình sẽ lối cái này với clip khác hoặc mình đăng lên cho mọi người xem và mọi người bình luận xem là cái này dùng thế nào nhá. Và có ai cái gì góp ý kiến với mình cũng không thông thạo về cái con này, con UBS này lắm. Nhưng mà mình thấy nó là dùng của hàng Australia này, thì hàng của Úc này, thì mình thấy yên tâm. Thì nó đề là như thế này thì công suất này cũng được. Đấy. Mình cũng đang định dùng cái này để chạy motor, thì mà mình thấy chạy được cái này thì chắc là mình sẽ chê cháo vào cái việc mình đang công trình của mình. Thì thôi bây giờ mình xin tạm dừng clip này đây. Cảm ơn mọi người xem cái clip này của mình nhé. Mọi người nào mà các bạn nào yêu quý kênh của mình thì cho mình xin một cái like nhé. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người like cho mình. Và xin tạm dừng cái clip này đây. Đấy, xin chào tạm biệt mọi người nhé. Chào anh em nhé. Bye bye. Đây xin nói với các anh em nhé, nói với tất cả mọi người trên toàn quốc. Thì hôm nay mình làm cái clip này thì mình tiện mình lấy luôn cái máy lọc nước của nhà mình ra để mình quay cho mọi người xem và hướng dẫn mọi người, cũng như hướng dẫn mọi người một số mọi người chưa biết cách thay cái bầu lọc nhá. Thì mua trên thị trường cái giá cái bầu lọc này mua trên thị trường nó rẻ hơn là mua của hãng nhá. Mua của hãng thì nó đắt hơn và người ta tính cả công thay nữa, cho nên là giá thành nó cũng cao. Cho nên tiện hôm nay mình nói cái về cái clip mình nói về bộ phận lọc nước này thì mình cứ nói bộ phận đi, thì để mình giới thiệu luôn cho mọi người biết, đồng thời là mình nói luôn cho tất cả mọi người trên toàn quốc biết rằng là cái nước của mình ăn bây giờ ấy nó quá khủng khiếp luôn. Thì mà trước kia ấy thì là mình cũng không, cũng như mọi người thôi, mà mình cũng không để ý. Thực ra là vì công việc vì làm ăn cứ chui đầu vào làm ăn kiếm tiền để sinh sống sinh nhai. Nhưng mà cái kiếm tiền mà không dừng lại mà để xem lại cái cuộc sống của mình nó như thế nào ạ,
nó dừng lại một chút đi, mình bảo là sống chậm lại một chút thì tốt hơn thật. Thì là mình thấy nó thế nào, nó thế nào bây giờ cho mọi người hiểu. Có nghĩa là mình thấy nó cuộc sống này lắm lúc mà nghĩ đi nghĩ lại thì thấy nó nhiều cái khúc mắc quá. Trong cái những cái khúc mắc của cuộc sống này thì trong đó có một cái ý nhỏ thôi, nó là cái bình, nó là cái nước ăn của mình đây này. Thế nên là mình muốn chia sẻ cho mọi người thì đây cũng là cái chia sẻ từ cái tấm lòng của mình thôi, chứ mình không phải vì cái này kiếm tiền đâu nhé. Mình kiếm tiền thì mình kiếm tiền thì trước đây mình kiếm nó khác cơ, nó một tháng mình kiếm được nhớ nhiều lắm, nhưng mà bây giờ mình không làm kinh doanh nữa thì mình cũng có cái việc này, là mình cũng vừa làm vừa chế cháo vừa vui, và cũng thấy nó cũng có một phần là phục vụ cho bà con, cho anh em được một một phần như thế thì là cũng có thể là thôi được. Mọi người cũng nghĩ thế là tùy nghĩ thôi, lòng tốt hay không lòng tốt thì cũng được, không vấn đề gì cả đâu. Mình chỉ biết là mình có chia sẻ được những cái gì hay cho mọi người thôi. Thì đây là một cái chia sẻ này, tức là cái bình lọc nước của Kangaroo này cũng như là của các hãng khác cũng thế, thì nó là lọc nước để cho mình sạch để mình ăn nhá. Hôm qua mình nói rồi, hôm nay mình nói lại một tí, và cả hôm nay là mình chủ yếu là mình quay để cho mọi người biết là cái tại sao cái nước ăn của mình nó quá bẩn như thế này. Thì cái nguyên nhân chính để gây ra ung thư một phần trong cái cuộc sống của mình thì nó là do cái ăn uống, và ăn uống và đặc biệt là cái nước sinh hoạt này. Mình sinh hoạt cả đời mà, chứ phải đâu mình uống nước có một tháng, một năm, một ngày, đúng không? Mình cả đời mà mấy chục năm rồi. Cho nên là nó tích lũy vào trong cơ thể mình mỗi một ngày một ít, mỗi ngày một ít thì đến bao nhiêu năm như vậy thì nó trong cơ thể mình nó không thải hết ra được ấy, thì nó sẽ bị gây bệnh, và đặc biệt là ung thư thì mọi người biết rồi đấy. Tại sao bây giờ bệnh ung thư nhiều thế? Thì do hóa chất môi trường, do ô nhiễm môi trường nhiều thì bây giờ nó sẽ bị thôi chứ sao nữa. Đấy, thế nên là mình tĩnh tâm lại, để ý lại cuộc sống của mình, để ý lại năm tháng cuộc đời của mình, thì mình thấy nghĩ lại thấy nó cũng suy nghĩ như thế cũng là một cái chất phát. Cho nên là đây, thì bây giờ mình không nói vòng vo nhiều quá. Nếu mọi người muốn nói chuyện với mình thì cứ comment với mình đi, mình rỗi rãi thì mình sẽ tâm sự với nhau, hoặc là Zalo cũng được, nói không mất tiền đâu. Cho nên là mình sẽ nói chuyện với mọi người thêm, những ai cần tư vấn, ai cần nói chuyện thì mình cũng giải bày cho. Thì một cái mà đây hôm nay là mình sẽ nói về cái vấn đề này, không nói mất nhiều thời gian, thì mình sẽ tháo cái bầu lọc ra. Là cái hướng tháo thì họ ấy, nó có một cái này nó cũng có cái đồ để tháo. Máy của mình thì nó không led lắm đúng không? Mặt của mình nó hơi bị ngược sáng, thôi mọi người thông cảm nhé. Thì đây mình để cái máy ở đây, mình sẽ tháo bầu lọc ra và cho mọi người xem là trong này nó như thế nào nhá, cái độ bẩn nó như thế nào. Và mình nói rồi thì bây giờ thì nó có đúng hay sai. Đấy, bây giờ mình bắt đầu mình tháo nhá. Có nghĩa là nước nó sẽ tóe ra đây một phần. Một lần mình cũng thay rồi, mình thay nhiều lần rồi, nhưng hôm nay mình tiện mình tháo ra để chứng minh rằng là cái nước nó như thế nào nhá. Không, đây là nước của mình ở khu vực Hà Nội nhá. Mà bản thân ở trong khu vực Hà Nội là các bạn biết rồi đấy, là khu trung tâm văn hóa của cả nước. Mà nước cũng đã thế này. Thì thử hỏi nước ở các nguồn khác thì nó có thế này hay là nó hơn hay là nó kém. Thì mọi người tự bình luận nhá. Mình cũng không nói cái vấn đề đấy ra nhiều quá. Nhưng mà đó cũng là một cái bức xúc mà của người dân mình mất tiền mua bằng tiền nước sạch. Gọi là từ nước sạch mà nó thành nước bẩn thì mình không thể chấp nhận được. Đấy, mọi người sẽ nó xem cái ý của mình nói thế có đúng hay sai, có được hay không, thì mọi người cứ bình luận nhá. Thôi bây giờ xin phép vào việc nha. Đây là cái này là khi họ bán cho mình ấy, thì là có một cái máy, một cái cà lê này để mở nhá.
mình đâu mình để đây mình nó hơi mắc mắc. Đây rồi. Có gì có hơi mắc mắc một tí. Thì là đây nó là một cái cà lê để mở. Thì họ đưa cho mình này thì mình về mình biết này. Đây là theo chiều vặn vào này, có chiều vặn ra này. Vặn ra thì mình sẽ để dính sang bên này. Đấy, để sang bên này thì nó mắc vào đây thì nó sẽ để ra đấy. Xoáy ra này, xoáy vào này. Xoáy vào đây, để ra bên này. Để xin, để muốn đây. Đây mình ra đấy sẽ vặn ra nhá. Đây, vặn ngược, vặn bên này. Nó lặng lắm. Khóa cái bàn này lại sợ nước nó có ra không. Tôi cứ khóa lại lại đi. Đây là phần nguồn điện nhá. Đây là cái điện của nó này. Đây nhà mình có áp nhá. Nhà mình có áp thì mình chỉ trên bồn cao xuống khoảng 1-2 tầng 2 gác thì nó sẽ có áp thì cái điện này họ cho hút thẳng vào đấy nhá. Đấy, điện này nó thẳng, còn nếu không có áp lực thì cái hai cái đấu điện này họ sẽ đấu vào với nhau. Đấu với nhau thì không có áp thì nước từ ở dưới bể ngầm này hoặc nước ở dưới thì nó sẽ hút lên cho mình nhá. Đấy là họ hướng dẫn mình như thế. Đấy mình đã tạo khóa đây. Để vặn cái này ra. Đóng tay này cho nó đóng cái tay vào đây để cho nó lực nó đột xuất nó sẽ mạnh hơn này. Đấy, đột xuất mạnh hơn thì nó sẽ vặn được ra này. Đấy, chứ còn nếu mà mình cứ cố vặn thì nó sẽ bửa này, nó sẽ ảnh hưởng đến cái khác. Nên mình dùng lực tay đóng của cái. Đấy, thế bây giờ mình tháo ra nhá. Chả biết nó có thể không thôi chả kiếm đành phải chịu thôi. Mình khóa cái vòi có cấp rồi. Nhưng mà cái khả năng nước thừa nó cũng có. Đấy. Mọi lần mình không để ý nó có lúc nó té thôi. Đây thì là mình cho xem luôn là cái tại sao cái này nó bẩn như thế. Đấy nó cũng nước nó cũng ra một phần này nhưng không sao. Đấy bây giờ mình tháo cho mọi người xem nhá, để mình đổ cái nước cái đi nhá. Bây giờ là mình tháo vừa đổ cái nước đi rồi thì mình cho mọi người xem. Đây cái nước nó bẩn như thế này đây. Nó bẩn như thế này. Để mình xem các bạn nhìn nó rõ không. Đây nó bẩn như thế này nhá. Bây giờ mình lấy tay mình quẹt cho bạn xem nhá. Lấy cái rẻ trắng bật vậy thì tốt hơn. Đây mình lấy cái giấy này. Chúng mình nhìn thấy rõ hơn đúng không ạ? Nhìn nó hơi mờ mờ. Đây, mình lấy cái khăn dĩ vất để ngon vậy. Đây. Cái trắng này các bạn nhìn thấy rõ hơn nhá. Đây là một lớp như kiểu luyên. Nhỉ, thấy chưa? Như thế này. Các bạn thì xem, đây mình mới nâu này. Nó nhiều như thế này. Thế này thì các bạn bảo là do vào cơ thể mình thì nó thế nào, nó thành cái gì? Nó là cái gì được bây giờ đây? Đấy, này. Mình hay nâu như thế này. Đấy. Các bạn xem. Nó bẩn như thế này nhá. Mình để hơi khó xem đúng không? Đây. Mình để dơ cao lên để cho dễ. Đấy, nó bẩn như thế này nhá. Mọi người xem nhá, thấy chưa? Nếu như cái thành phần này mà nó vào cơ thể mình đây một vài tháng nó đã thế này rồi. Chứ bây giờ hàng năm rồi, sau đó hàng vài năm, sau đó hàng chục năm, hàng mấy chục năm mà nó cứ vào nổi vào trong cơ thể mình thì nó là bệnh hay nó không là bệnh. Mà cơ thể mình nhá, không phải tiêu hết, không phải xử lý được hết những cái chất bẩn đi được. Nó cũng không khác gì một cái bể. Trong sỏi, trong thận nhé, trong thận rồi trong
gan nó cũng có, bởi vì cái cơ thể mình nó đào thải nhưng mà nó không thể đào thải được thì sao, đúng không? Đấy nhá, bây giờ mình lại tiếp tục mình lấy cái thứ hai cho mọi người xem nhá. Đến cái thứ hai nó cũng bẩn, đến cái thứ ba nó cũng bẩn, chỉ có cái là đến thứ trên hàng trên này này, thế thứ năm cái thứ sáu thì là nó hết hết dần đi, nó không còn nữa. Thế thì là một trong những cái tại sao nó lại khủng khiếp như vậy ạ. Ta tiện đây thì mình làm thôi nhá. Cái cây trước mình cũng đã, cách năm ngoái hôm kia mình cũng đã lấy được clip mà mình không bán cái đồ này đâu, nhưng mà mình cũng đưa lên cho mọi người biết là cái chất lượng nước của mình ăn bây giờ nó chất lượng nó như thế. Cho nên mọi người tìm cách nào mà để cơ thể mình nó đỡ có những cái chất bẩn vào để cho nó đỡ bị ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Đây mình đổ đĩa đi, mình đi uất chất, mình đổ nước đi nhá. Đây để mình lấy cái thứ hai này ra, để mình lấy cái giấy đã. Đến cái thứ hai nhá, đến cái thứ hai xem nó độ bẩn như thế nào nhá. Đây mình lấy giấy ăn, mình lấy cái giấy ăn này mình cho mọi người xem nó cái này thì mình mới thay nên nó cũng đỡ hơn, mình mới thay nên cái này nên là nó cũng đỡ hơn nhá. Nhưng mà ở cái vùng nước này của mình còn đỡ đấy, vùng nước trên mình, chỗ mình cuộc sống cũ nó còn khủng khiếp hơn cơ, tức là nó cái này nó đã khủng khiếp rồi. Đây mình lau qua thôi nhưng mà thôi cũng thấy nó bẩn này, nó cũng bẩn nhá, nó cũng bẩn nhưng mà nó không bẩn nhiều bằng cái kia. Đấy thì vùng nước sạch này còn đỡ hơn này, và vùng nước đây nó cũng bẩn đây này, đấy nó cũng đã bẩn ra nhá một phần nhá. Nhưng cái này mình mới thay cho nên là nó hết, mình mới thay cái nõi này mình mới thay cho nên nó cũng đỡ hơn nhá. Chứ mà ở cái trước mình thay cả cái ba cái này nó cũng bẩn không kém gì cái này luôn. Đây mình lau ở trong trong cái khe này cho mọi người xem nhé. Đây mình lau cái này, cái này giấy trắng nhá, mình lau ở cái ngóc ngách này cho mọi người xem này. Đây là cái bình thứ hai nhá, bình thứ hai xem nhá, nó bị bẩn đúng không nhá. Cái này tốt rồi, mình may quá, đây thì đây cũng có đây nhưng mà nó không nhiều lắm, không nhiều lắm. Được, nước ở khu vực đây thì đỡ hơn tí, chứ khu vực là nước trước của mình nha, chỉ cần tháng hai tháng rồi nó đã bẩn này. Đây là bình lau bình thứ hai nhá, bình thứ hai nó cũng bẩn bẩn nhưng mà không bẩn lắm. Đây là nước vẫn còn bẩn thế này, đấy nó vẫn còn bẩn đấy nhưng mà nó còn ít hơn nhá. Mọi người mới nhìn nhìn thấy không, đây mọi người nhìn nhá, mình không thấy mà cái máy này nó bị nhẹ. Đây nếu mới lau ở trong cái lau ở cái bầu lọc thứ hai nhá, nó cũng bẩn này nhá nhưng mà nó không nhiều như lần trước mình lau. Thì lần trước mình thay mình cũng đã lau rồi cho nên nó đỡ hơn. Thứ hai là nước ở khu vực này nó cũng đỡ hơn nhá, còn nước ở khu vực khác nó sẽ bẩn, bởi vì mình mới chuyển đây khoảng được một năm thì nước ở khu vực này thế này thì mình thấy tốt hơn rồi nhá. Còn nước ở khu vực các năm trước mình ở khu vực khác thì cái bầu lọc thứ hai này nó không kém cái bầu lọc thứ nhất này, nó bẩn gần như giống nhau luôn đấy. Cho nên là mọi người lưu ý về cái vấn đề nước ăn uống này nhá, xem ở sinh hoạt trong khu vực nước của khu vực nhà mình, khu vực nhà mình đang ở xem nó thế nào nhá. Nên mua cái máy lọc nước này, nhưng mua cái máy lọc nước này nó rất là đắt, cho nên là bây giờ mình có cái nguồn, mình có cái nguồn để đấy, may quá mình vừa lấy một vệ sinh thì giờ đây nó đỡ hơn rất nhiều luôn đấy. May quá, mình tưởng là nó cũng như trên kia thì thôi rồi luôn, thì không thể chấp nhận được. Đấy, cái này thì may quá mình tháo ra và mình giới thiệu, mình thấy nó cũng yên tâm hơn một chút, mà nước ở đây mình thấy yên tâm hơn rồi. Thế là như này. Đấy thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách nha
tháo bình cái bầu lọc này ra để thay nhá. Đây xem lại cái bầu lọc của nó bẩn như này đây. Đấy, nước số nhất đây nó bẩn như thế này. Nó bẩn như thế này mọi người thử xem. May mà không có cái bầu lọc này thì không có cái bình cái máy lọc nước này thì mọi người có ăn cái này vào người ăn cơ thể thì có thấy được không? Đấy nhá, mình hôm nay là mình cho mọi người biết nhá. Chứ không phải là mình bán cái kia rồi mình quảng cáo cái này đâu, mình không quảng cáo đâu nhá. Đây là mình cảm thấy nó không được chấp nhận ở cuộc sống này như thế này được, mình giới thiệu cho mọi người để mọi người tìm cách khắc phục. Thì đấy. Bây giờ mình đi thu mua thì mình cũng thấy có một số cái mình nhìn thấy nó có ở trên thị trường thì mình mang về cho anh em, cho mọi người. Mọi người có điều kiện thì lên mua sử dụng, vì mà nếu mà mua cái này thì nó đắt lắm. Cái này hình như là mấy triệu bạc. Đấy, rất là đắt. Để mình xem lại cái giá mình cho nó chuẩn, vì mình cũng lâu mình không mua, mình không biết nó giá như nào, nhưng mà mình mua là phải mấy triệu đấy, mình không biết là mấy triệu, mình nhớ mình không nói được. Nhưng mình xin sẽ lên mạng mình sẽ tra lại xem. Thế nhưng mà ở đây thì mình mua được cái bầu lọc như hôm qua mình đi lấy đây. Đấy, thì mình sẽ ngày qua mình sẽ lấy đây. Thì mình sẽ ai sẽ mua thì mình sẽ lấy giúp rồi nhá. Mình sẽ bán với cái giá hữu nghị cho mọi người để mọi người sẽ về có cái dùng nhá. Đấy. Cho nên là mình sẽ đây cái bầu cái bình của nó đây, có cả đầy đủ nhá. Bình của nó đây. Đấy. Và đây thì là cái gì? Có cả các thứ vòi rất đầy đủ như thế này nhá. Có cả tất cả đủ luôn. Mình tiện đây mình nói chuyện luôn là tại sao là không cần cái này dùng được, không cần cái hộp này. Mọi người bây giờ sẽ nói sẽ lấy cái này. Đấy, lấy cái bộ phận này để ở trong cái gầm của cái dưới cái gầm của cái bếp ấy. Đấy. Để dưới cái gầm của bếp họ bắt vít luôn thẳng vào cái bệ bếp ấy, bệ bếp ấy. Tức là cái gầm bệ bếp thì là họ bắt nó vào đấy, nó rất là gọn nhá. Còn cái bình này thì họ để cũng để trong gầm, nhưng mà họ để có thể để chỗ tùy để ra thì để, vì cái dây này nó dài. Cái dây này họ lấy mua ra họ dài ra thì họ để đâu cũng được nhá. Cái dây bình này. Thì mua nó dài ra, cái dây mua dài ra thì họ để xa gần cũng được, tùy theo có nhà ai chật hẹp nào để nào cho hợp lý nhá. Đấy thì mình giới thiệu thế. Vì là tiện đây thì mình hôm nay thì mình quay cái này để mình ghép vào cái clip của mình để cho mọi người tiện thể là xem được luôn nhá. Thôi bây giờ là cái thời gian nó cũng có hạn cho nên mình cũng quay thế thôi. Thì xin phép mọi người lưu ý cái vấn đề nước nôi này. Đấy, bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo nhá.